quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Mới đây tại Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi một nữ sinh năm 2009 bị sát hại, phi tang dã man. Theo cơ quan chức năng, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau. Ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng đã xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh phi tang trong vườn chuối là Lê Phong Toàn, sinh năm 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương. Nạn nhân là NTG, sinh năm 2009, ở xã An Hồng, nữ sinh học lớp 9. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau. Cháu bé đã được sinh ra mấy tháng và đang ở với bà ngoại của Lê Phong Toàn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, đến rạng sáng ngày 20 tháng 4, cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao nạn nhân cho gia đình. Theo lãnh đạo xã An Hồng, Toàn đã mất bố, mẹ đi tù, nghi phạm sống chung với bà ngoại đang học lớp 9. Trước đó, em NTG, sinh năm 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương, mất tích từ ngày 12 tháng 4. Sau đó, gia đình không liên lạc được nên đã trình báo công an. Sau quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Dê bị sát hại, phi tang tại vườn chuối. Tối ngày 19 tháng 4, công an xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh Dê là Lê Phong Toàn. Bước đầu, Toàn khai nhận đã sát hại rồi phi tang nữ sinh ở vườn chuối. Công an đã phong tỏa hiện trường, khai quật nạn nhân để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, điều tra vụ việc. Trước đó cũng vì mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai nữ sinh tử vong. Theo lãnh đạo xã Bầu Cạn, huyện Chư Plông, tỉnh Gia Lai, Huỳnh Ngọc Thiện, nghi phạm gây ra án mạng, là người chăm ngoan, hiền lành và chưa có tiền án, tiền sự gì khi còn ở địa phương. Vụ việc xảy ra khiến những người dân nơi đây vô cùng bất ngờ và bàng hoàng. Theo đó, vụ án mạng khiến 3 người bị thương vong, trong đó có 2 thiếu nữ tử vong đều ở cùng phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và một thanh niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bắc Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, sau khi gây án, hung thủ đã quyên sinh tại hiện trường nhưng không thành, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng là Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 2004, ở thôn Ia Mua, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Nghi phạm Thiện đang học ngành công nghệ IT ở Huế, quen nạn nhân là chị NNA, sinh năm 2007, ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4 tháng 12, Thiện đến địa bàn thành phố Từ Sơn và hẹn gặp nữ sinh NNA tại chùa Đông Lai, phường Trang Hạ để nói chuyện. Sau đó, NNA cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, trong quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiểm soát được hành vi, đối tượng Thiện đã dùng dao ra tay với nữ sinh NNA và 2 người bạn đi cùng là nữ sinh NNCA, sinh năm 2007, và DMK, nam, sinh năm 2007, rồi dùng dao để quyên sinh nhưng không thành. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng các nữ sinh NNA và NNCA đã tử vong tại Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn, còn DMK vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, còn nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, bà Trần Thị Thu Hiền cho biết đã nắm được thông tin vụ án mạng khiến hai nữ sinh tử vong ở Bắc Ninh. Theo bà Hiền cho biết, Thiện là con trai út trong gia đình có 5 anh em, gia đình thuộc diện khá của địa phương. Bố mẹ của Thiện đều đã ngoài 60 tuổi. Gia đình Thiện nhiều năm nay bán tạp hóa, thu mua nông sản. Thường ngày khi đi học về, Thiện phụ giúp cha mẹ làm việc. Học xong phổ thông, Thiện thi đậu một trường đại học ở Huế. Thiện đã học được hơn 1 năm ngành công nghệ thông tin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cũng cho hay, 3 anh em trai nhà Thiện đều nổi tiếng chịu khó chăm chỉ của thôn Ia Mua. Học phổ thông, Thiện cũng có tiếng hiền lành gần gũi bạn bè. Bởi vậy, khi nghe thông tin án mạng xảy ra, cả xã ai cũng bất ngờ. Bố mẹ Thiện cả đêm ngồi khóc, có thể do lứa tuổi suy nghĩ khi yêu đương nên mù quáng. Bà Hiền chia sẻ, bản thân tôi cũng bất ngờ vì tại địa phương Thiện là người chăm ngoan hiền lành và chưa có tiền án tiền sự gì. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Thiện ở mức khá, gia đình luôn chấp hành quy định của địa phương. Sau khi biết vụ việc, sáng ngày 5 tháng 12, mẹ và anh rể của Thiện bắt xe ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để chăm sóc bạn ấy. Chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân thân gia đình có người tử vong và nạn nhân bị thương. Đồng thời đây cũng là một cú sốc lớn đối với cha mẹ người thân của các bên liên quan. Mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Hai nữ sinh tử vong, trạm trưởng y tế đến sơ cứu mới hay nạn nhân là con gái của mình. Theo ghi nhận hiện trường vụ án mạng, trên một chiếc cột ghi dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ với nội dung yêu em. Một sư cô ở chùa cho biết khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 12,
có một nhóm thanh niên vào chùa. Tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý, bởi chùa cho người dân ra vào tự do. Đến khoảng gần 18 giờ sư cô nghe thấy tiếng hét. Liền ngay sau đó, một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ, kêu cứu, đề nghị gọi công an phường. Sư cô kể, khi đó tôi sợ, nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài. Đợi công an đến, sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng. Theo sư cô, thời điểm xảy ra vụ việc, chùa rất vắng người bởi lúc đó người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối. Chính vì vậy, không có ai chứng kiến và can ngăn. Cách ngôi chùa chỉ vài trăm mét là khu vực nghĩa trang nơi đang diễn ra đám tang của em N.A. Trước sự ra đi của hai nữ sinh, ai nấy đều bàng hoàng thương xót. Theo người dân, bà Hát là mẹ của nữ sinh N.A. và là trạm trưởng trạm y tế phường Trang Hạ. Khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa, chị Hát đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu. Nhưng khi đến nơi, chị chết lặng vì không ngờ con gái chị lại là nạn nhân trong vụ án mạng. Một người họ hàng của nạn nhân kể, lúc đầu chị ấy không biết đó là con mình. Về sau phát hiện ra thì chị ấy rất sốc và ngất đi. Đến hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu. Người này tiếp, khoảng 20 giờ mọi người gọi điện về và thông tin cháu tôi đã tử vong, dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự. Lúc nghe tôi bủn rủn chân tay, đau xót quá. Hàng ngày cháu tôi ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi, nữa ai cũng quý. Theo người này, gia đình nạn nhân có 2 người con và người nhà vẫn chưa thể tin lại xảy ra bi kịch như vậy. Một người họ hàng của N.A. cho biết, từ đêm qua đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa thể tin nổi sự thật, nhất là mẹ cháu. Sáng nay chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối, nhưng chỉ được vài phút lại ngất, mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Anh Nguyễn Văn Oai, anh họ em N.A. thông tin, tối ngày 4 tháng 12, khoảng 20 giờ 15 phút, anh nhận được tin báo N.A. đã mất. Cả gia đình anh đã tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh và chuẩn bị hậu sự cho N.A. Tình em tôi hiền khô, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Con bé rất ngoan và nghe lời. Nhà tôi ở Hưng Yên nhưng mỗi lần về, hai anh em thường hay nói chuyện. Trước kia, em còn bé, tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi, nhưng giờ thì không thể nữa, đau xót quá. Còn cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh cho biết nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường, nạn nhân là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm. Cô Tuyết ngấn lệ, em là bí thư lớp, nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè, ai nấy cũng đều bàng hoàng. Khung cảnh đau xót trong lễ tang nữ sinh Bắc Ninh, mẹ ngất trước linh cữu, thều thào gọi tên con. Quý vị thân mến, liên quan đến vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm khiến hai nữ sinh trẻ tuổi tử vong. Ngày 5 tháng 12, tại khuôn viên nghĩa trang, lễ tang của cô gái xấu số NNA được diễn ra trong sự tiếc thương vô cùng của gia đình, người thân và bạn bè lối xóm. Chẳng ai có thể tin, mới hôm qua các em vẫn còn hồn nhiên với biết bao tương lai phía trước, thế mà hôm nay lại nằm đây lạnh lẽo. Mẹ em không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, miệng vẫn thều thào gọi tên con gái. Trong cái lạnh rét buốt đặc trưng của mùa đông miền Bắc, tại nghĩa trang nhỏ ở phường Trang Hạ, Bắc Ninh, hàng dài người không ai bảo ai, tự xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt vào thắp cho cô gái xấu số N.A. là một trong hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ án xảy ra tại chùa Đông Lai. Cái rét cắt da cắt thịt càng làm không khí trong nghĩa trang trở nên u ám. Tiếng khóc nấc, tiếng sụt xịt, tiếng người nói, tiếng bước chân cứ từng hồi lại vang lên. Mẹ của N.A. ngồi bên linh cữu của con mà khóc lớn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về di ảnh của con, mà hờn trách tại sao lại bỏ mẹ mà đi. Tại sao lại để mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thế này. N.A. thì chỉ nằm im đó mà không đáp lại, bởi nhát dao oan nghiệt của gã người yêu hận tình đã cướp đi mạng sống của em. Trong dòng người đến viếng, có bạn bè cùng lớp cùng trường, có thầy cô, hàng xóm láng giềng. Chẳng ai tin nổi cô bé ngoan ngoãn hiền lành mới hôm qua, còn trông thấy vậy mà hôm nay đã đi xa. Hàng xóm nạn nhân N.A. cho biết, mẹ của N.A. bà Hát là trạm trưởng trạm y tế phường Trang Hạ, nhận được tin báo có người bị thương trong chùa, chị đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, chị Hát dường như chết lặng, sốc và ngất đi, vì không ngờ người bị thương lại là con gái chị. Cô Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.A. cho biết, nhóm nạn nhân gặp nạn tối 4 tháng 12 đều là học sinh trong trường. N.A. là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm. Cô Tuyết buồn bã chia sẻ, em N.A. là bí thư lớp. Trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng. Có mặt tại nhà quản trang từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái, bà Vũ Hồng Vân, dì của nạn nhân N.A., vẫn chưa dám tin cháu gái gặp nạn tử vong. Nhớ lại thời điểm cháu gặp nạn,
bà Vân nghẹn ngào kể. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 4 tháng 12, bà nghe tin N.A. bị tai nạn ở chùa Đông Lai nên vội vã chạy đến đây. Cũng theo bà Vân, N.A. là cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và luôn lễ phép với mọi người. Đi học về đến nhà, N.A. lại phụ giúp bố mẹ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Nói về nạn nhân cùng đi với N.A., bà Vân cho biết, năm cấp 2, N.A. và C.A. học cùng lớp, chơi thân với nhau. Khi thi trung học phổ thông, cả hai đỗ cùng trường nhưng khác lớp. Không còn học chung lớp nhưng tôi thấy hai đứa vẫn chơi thân với nhau, đi đâu cũng thấy đi cùng nhau. Mới chiều qua còn thấy cháu, vậy mà giờ cháu mất rồi, đau xót quá. Người ta thương xót cho hai cô gái xấu số bao nhiêu thì lại càng căm ghét gã sát nhân mang danh người yêu bấy nhiêu. Chỉ vì chút mâu thuẫn tình cảm mà ra tay sát hại hai cô gái trẻ và làm bị thương cả những người khác. Vậy là từ nay căn nhà của hai mẹ con sẽ vắng đi bóng hình của N.A. Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ai nấy đều đau đến quặn lòng. Đã có không ít những vụ án mạng thương tâm xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và không kiểm soát được hành vi mà nhiều đối tượng đã nhẫn tâm xuống tay với chính người mình yêu để rồi vướng vào vòng lao lý. Liệu rằng nghi phạm trong vụ sát hại khiến nữ sinh ở Bắc Ninh tử vong sẽ phải đối diện với những bản án ra sao cho hành vi tàn nhẫn của mình? Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.